Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn là cách làm mía hấp tại nhà rất là đơn giản và bạn nào cũng có thể làm được. Mía có vị ngọt rất là thanh và đặc biệt khi mình hấp lên cái mía nó mềm và thơm đặc trưng của mùi lá dứa. Ngoài ra nó còn là bài thuốc đông y rất tốt cho các chị em phụ nữ thì sau đây mời các bạn vào bếp cùng mình. Để làm cái mía hấp thì mình có hai cách làm, một là gọt vỏ ra giống mình như vậy thì làm nó nhanh và nó tiện. Tuy nhiên thì nó sẽ có cái độ khô hơn. Nếu các bạn nào mà có cái nồi hấp mà to, hay là quê mình gọi là bự á, theo miền Tây quê mình gọi là bự, thì để nguyên vỏ như vậy, hấp xong rồi mới gọt vỏ ra sau. Ở đây mình sẽ gọt vỏ ra luôn vì nồi hấp mình nhỏ, và chuẩn bị thêm một ít lá dứa nữa. Mía đã được gọt vỏ ra xong thì mình sẽ cắt thành từng đoạn. Nếu các bạn mà có cái dao to thì chặt từng đoạn đoạn cho nó nhanh. Còn ở đây mình không có cái dao to, cái dao nhỏ xíu nè, mình cắt thành từng đoạn đoạn vừa ăn và bỏ cái mắt nó đi. Làm như vậy thì nó nhanh thôi chứ nó không có ngon bằng là hấp nguyên cái khúc mía mà chưa gọt vỏ luôn nhé. Cái món mía hấp này là một cái bài thuốc trong đông y á và được người áp dụng. Bản thân và gia đình mình áp dụng mà cũng thấy rất là hiệu quả nên hôm nay mình chia sẻ cho các bạn. Một tuần thì là ăn 2 lần và mỗi lần ăn vậy là một khúc mía đến 3 khúc mía thôi. Và đối với các bạn mà có trường hợp là kinh nguyệt không đều thì ăn vào nó sẽ điều hòa kinh nguyệt hơn. Các bạn đang trong thời kỳ mà thai nghén mà thai còn nhỏ đó, bị nghén đó, thì mình ăn vào cảm giác rất là bị đỡ nghén nữa. Còn mà các bạn mà có thai to thì các bạn có thể ăn nhiều hơn và nó sẽ có tác dụng dưỡng thai và an thai nữa. Ngoài ra thì cái món mía hấp này còn là cái bài thuốc trong dân gian để chữa cái bệnh trong trường hợp mà các bạn bị thai lưu á, thì áp dụng và ăn cũng rất là tốt nữa. Cho lá dứa vào xong rồi tiếp tục cho mía vào và hấp mía. Hấp mía khoảng là 30 phút. Cho mía vào xong thì mình cho thêm một ít muối nữa. Tí xíu muối thôi để dần cái vị ngọt của mía thì mình ăn nó ngọt thanh hơn, nó ít ngọt gắt á. Hấp 15 phút thì mình sẽ gứa dừa tươi lên để cho cái mía mình nó bớt khô và ngược lại nó sẽ có độ ngọt hơn. Còn nếu mà hấp nguyên cái khúc mía thì không cần gứa dừa tươi đâu. Và tí xíu nữa trước khi tắt bếp mình gứa dừa tươi lần nữa. Và sau 30 phút thì có thể mang ra ăn được. Cũng đừng hấp lâu quá cái mía mình nó bị khô thì ăn nó cũng không ngon nữa. Nói các bạn ơi, mía mình đã hấp xong rồi nè. Đơn giản lắm, dễ làm mà đơn giản nữa. Vừa ăn nó ngon hơn so với cái mía tươi bình thường. Mía tươi mình ăn nó cứng và nó mỏi miệng. Nhưng mà mía hấp này mình ăn nó mềm, nó ngọt thanh. Nó không ngọt gắt mà nó lại có cái mùi rất là thơm của lá dứa luôn á. Ngoài ra thì nó có tác dụng là trị bệnh nữa. Nếu mà các bạn không có bị bệnh gì thì mình ăn cũng rất là tốt sức khỏe. Vì nó có cái vị ngọt và tính hàn á. Mà có cái vị ngọt là tính mát á, mình ăn á thì thanh lọc cơ thể nữa. Và mùa hè này thì ăn rất là tốt luôn, các bạn hãy làm thử nhé. Và trong video tiếp theo thì mình xin gửi đến các bạn cái món mới lạ nữa, đó là cái món bánh nếp. Ăn bên ngoài thì giòn giòn béo béo bùi bùi của dừa, bên trong dẻo dẻo mềm mềm và cái nhân ngọt ngào và đậm đà. Thì để tiện cho việc xem video tiếp theo thì mình mời các bạn hãy nhấn nút đăng ký bên dưới video để khi mình đăng video mới thì các bạn là người đầu tiên nhận được thông báo. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Sức khỏe tâm sinh, kênh chia sẻ kiến thức về sức khỏe và thực phẩm, chia sẻ những thông tin hữu ích nhất cho cuộc sống. Hãy cùng chúng tôi chia sẻ nội dung này vì cộng đồng. Hãy đăng ký kênh để đón nhận được những thông tin hữu ích nhất.